quý vị khán giả truyền hình thân mến, như vậy là sau gần 2 tháng tạm nghỉ để nhường chỗ cho các hoạt động của các đội tuyển quốc gia, thì Nai World V-League 1 2023 cũng đã trở lại trong tuần này với các trận đấu ở vòng 5. Đây là các hình ảnh mà chúng ta đang được theo dõi tại sân vận động Hà Tĩnh. Đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có cuộc tiếp đón các vị khách SHB Đà Nẵng. Vẫn là Văn Hiệp, Paulo Pinto, cú đá từ xa, Xuân Hùng, Đinh Thành Trung, Bùi Văn Đức, rồi không vào. Đã không có bàn thắng dành cho Nguyễn Văn Hiệp ở trong pha bóng vừa rồi. Nếu như vừa rồi là một pha dứt điểm thành bàn thì đó sẽ là một món quà rất ý nghĩa trong ngày kỷ niệm sinh nhật của anh. Tiếp theo là quả đá phạt góc dành cho đội chủ nhà. Rất cao. Chúng ta đã nhìn thấy được sự lợi hại của Paulo Pinto. Hầu như là một sức bật nhảy vượt trội hoàn toàn trong khu vực 5m50. Cú đá thẳng của Rodrigo Diaz không vào. Đó là một pha xử lý khá ấn tượng của số 7. Nó vẫn còn hơi cao so với khung thành của Dương Quang Tuấn. Không được. Bùi Văn Đức. Pha đi bóng rất hay của Văn Đức. Ôi! Đã có lỗi việt vị ở trong pha bóng vừa rồi. Lỗi việt vị của Diallo Abdoulaye. Nhưng vừa rồi thật sự tiếc dành cho tiền đạo mang áo số 91 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đưa quả bóng chạm trúng vào xa ngang. Nguyễn Văn Hiệp. Bước một rất hay của Diallo. Rất đáng tiếc là lá cờ việt vị đã cất lên. Lỗi việt vị của Bùi Văn Đức. Một tình huống mà Diallo đã giật xuống làm tường rất hay. Và sau đó thì Bùi Văn Đức đã tấn công vào khoảng trống ở khu vực rìa vòng 16m50 của đối phương. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang chơi với sơ đồ 3 cầu thủ nhà phòng ngự. Diallo Abdoulaye đối đầu với Mauricio Pinto. Đường truyền vào. Các khán giả đang chờ đợi dịp được một lần ăn mừng tại sân vận động Hà Tĩnh. Rồi, không vào. Bàn thắng đã đến rất gần dành cho đội chủ nhà. Minh Tâm. Và đúng là như vậy, tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Nguyễn Viết Chuẩn đã cất lên. 90 phút thi đấu chính thức cộng với 3 phút đá bù giờ trong màn đấu sức tại sân vận động Hà Tĩnh giữa đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cùng với các vị khách SHB Đà Nẵng đã không có bàn thắng nào được ghi. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.